không những mà với xin là chẳng là một chỗ là cái cuộc đời với xưa mà bây giờ trên là sống nhớ đại học khi mà mình còn trên đó năm á mình trên đó mà mình không đã tiếp nhận chỗ nó nhỏ hay là gia đình mình đều đã tiếp nhận chỗ nó nhỏ mà không cảm ơn chỗ này theo năm 2017 2010 vì có bị một cơn bệnh hầu như là nó rất là nặng nơi đời sống ơi mà vì không nghĩ rằng vì sẽ sống thật sự rằng trong những cái cuộc đời của mình nhé thì mình sẽ áp lực trong những người bạn của mình âm là trong những người thân của mình nhưng mà mình nhìn thấy họ làm được điều này làm được điều kia nhưng mà mình là không không làm được gì cả mà với đa cầu ấy, rất là nhiều mà con cảm ơn Chúa thì với đã khỏi khỏi một căn bệnh mà vi hứa cuộc đời của vi sẽ dâng để đại học là chỗ mà học là chỗ cầu mất chỗ này trong thời gian mà vi vi có cầu nguyện từ năm 2010 đến năm 2019 thì vi mà bắt đầu là đại học là chỗ mà không cầu mất chỗ thì nó rất là khi yêu nhưng mà vì hứa với Chúa là Chúa ơi khi mà con đi học là Chúa thì con sẽ không đem gì theo thân như vậy nhưng mà vì đi học là Chúa mới nói rằng Chúa là đấng chu cấp là đấng làm mọi sự mà vì bắt đầu đi mà ông thời gian học là Chúa ở Cà Mau mà cũng như là học cho nó thì mình hôm nay sẽ chỉ có bà chối là nhiều mà đến năm 2000 là mấy năm nay 2000 năm nay đầu tháng tháng năm tháng sáu mà mới được sẽ kêu gọi chỗ là nó đi học ở chỗ trên Con Tum và khi mà mới lên trên đó mới học là không chỗ đó nó họ không biết chỗ họ hay là họ không biết chỗ nhưng mà cái đời sống họ là ăn nhậu và uống nhậu và đánh đập bà con hay như là như vậy cảm ơn Chúa cho Chúa đã làm phép lạ rất là kỳ diệu trong thời đó đó mà thời đó đó nó là sự phấn hưng của họ. Hiện nay ông cảm ơn Chúa thì trong khi mà mình đang học ở chỗ nó là 2 3 tháng thì nhưng mà mình có đăng ký mình có ông bảo mục sư Nguyễn Trung Kiên đó ông bảo nó là có trường FT học ở dưới Sài Gòn mình đã cầu nguyện Chúa ơi cái trường này là trường gì xin là ông bày tỏ cho con biết bởi vì khi mà vi cầu nguyện á thì vi luôn luôn cần ở sự xác sự xác chứng của Chúa mà mỗi lần vi cầu nguyện vi đều cần ở sự xác nhận từ Chúa mới cần 3 lần xác nhận và mỗi lần khi mà vi cầu nguyện những cái điều đó thì Chúa đều cho những người bạn và những khi mà vi cầu nguyện thì Chúa là nhắc nhở con là hãy đi đi hãy đi mà khi mà ở đó thì
mình nói chúa nhưng mà con không có gì nên đây không cũng không, cũng không có tiền là lắm ở nhà trường mà bên đây không có chúa ơi. Nếu như ngài muốn cho con đi thì xin chúa để cho con nắm số tiền này nữa. Mà bên đó cầu nguyện mà Chúa đã làm phép lạ rất là kỳ diệu khi mà được bảo sư nắm mọi thứ cho mình mà con cảm ơn Chúa thì trước khi mà đến lớp học này á thì khi mà lúc đầu vào trong trường nó thì đi học mình cũng không có nhất là không hiểu gì mà trong hai tuần đầu mình đã bị ốm mình đã bị sốt mà cảm ơn Chúa thì vì họ đã bị sốt mà trong tuần thứ hai là mới là mẹ con chén bao khoang nó cắn luôn á mà mới là không Chúa giờ phải làm sao nữa mà Chúa đã chữa lành cho mình rất là kỳ diệu không mà được học chuyện này mà cũng như mình cũng học được trong ngôi trường này lớp này rất là nhiều trong những cái bình nhá khi mà mình làm một cái bình thì mình làm một cái bình một số có những loại bình mình dùng để làm về sang mà dùng để làm về trong mà nhưng mà với học là những cái bình thì những cái điều cũ của mình mà mình cần phải thay đổi đời sống của mình mới và cho chỗ mình cũng học là cái con chim ưng á nhưng mà nó luyện cho con mình á thì nó luôn luôn cần có những người ra nhưng mà nó tập cho con chim chim ưng non nó bay nhé nó luôn lấy cái rác ở trong cái tổ nó ra mà con chim ưng chim non nó sẽ bị đau mà nó sẽ tầm bay đúng không ạ mà khi mà mới học này đời này này trong đời sống của mình cũng vậy mà mình cũng sẽ bị đau đớn mà cũng sẽ có những sự chỉ trích mà sẽ không ai đón nhận mình nhiều khi thì mình sẽ nản lòng với những cái công việc của mình là nản lòng với những cái mà mình đang làm trong cuộc sống của mình và cảm ơn Chúa thì với câu hỏi là những người lính nhất như nãy mình có nói lính thì có hai loại lính một là lính giỏi và hai là lính kiểu mà cảm ơn Chúa thì nếu như mà mình là một người lính của Chúa mà mình không trang bị cho đời sống của mình thì mình sẽ không làm được gì cả mà mình còn là một người lính mình còn phải trang bị cho đời sống của mình để mình đánh trận mà đánh trận là sự tốt lành của Chúa và cảm ơn Chúa thì cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Hằng, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và để cho em đánh vô trường này và cảm ơn anh em ở đây đã giúp đỡ Vi rất là nhiều cảm ơn.
Amen.